Có gì đâu ngoài điều kiện. Không kêu gọi quyên góp, các phú bà F tự chi tiền tỷ tổ chức project mừng Super Show chính tại Việt Nam. Super Junior, nhóm nhạc hoạt động gần 2 thập kỷ, ai cũng có nghề tay trái nên giàu là lẽ hiển nhiên. Ấy thế nhưng sự giàu có ấy đâu dừng lại ở idol, mà đến cả người hâm mộ của họ cũng vậy. Điển hình nhất là mới đây, để mừng Super Show chính tại Việt Nam vào ngày 11 tháng 3 tới đây, các phú bà F đã quyết tâm khô máu cho bỏ công chờ đợi 12 năm. Chẳng kêu gọi quyên góp, cũng không xin tài trợ từ đâu. Các chị gái F tự bỏ tiền túi chuẩn bị project cho chạy tại 200 màn hình LED ở các trung tâm thương mại tính chớp của thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể, băng rôn cũng treo phấp phới mọi nẻo đường. Ngoài ra, còn có 3.000 phần quà cực kỳ có tâm sẽ được trao đến tay các bạn fan đi xem show ngày hôm ấy. Kể đến đây thì lại bảo fan Suzu không giàu đi. Thực sự là cũng cảm thấy vui lây khi các chị gái quyết tâm tới vậy. Làm cộng đồng fan Suzu Việt nói riêng và K-pop Việt nói chung phải nở mày nở mặt với cộng đồng fan quốc tế. Chưa gì mà đã thấy nóng hừng hực rồi, thì đêm hôm ấy sân vận động quân khu 7 sẽ khác cỡ nào đây?